Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinlux. Và ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một chiếc máy phun thuốc mang nhãn hiệu của Turbo 4025, một sản phẩm được phân phối bởi công ty cổ phần công nghệ Vinlux. Đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Khi mà mọi người mua máy thì sẽ có kèm các phụ kiện đi theo. Đầu tiên là mình sẽ có hai loại cần đây, cần phun loa ở đây hoặc là cần phun 3 bếp. Mình có thể nối dài cái chiếc cần này. Mình sẽ có một tay nắm cầm kết hợp với van mở nước. Bên cạnh đấy thì mình sẽ có phần dây đeo vai. Và kèm theo là sẽ có các cái răng phớt cũng như là phụ kiện tháo lắp. Với chiếc bình này thì dung tích của nó là 25 lít. Mình có thể phun khử khuẩn, khử trùng. Hoặc trong nông nghiệp thì mình có thể phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. Phần động cơ 4 thì ở bên dưới. Dung tích của bình chứa xăng ở đây là 0,6 lít. Và dung tích của bình chứa nhớt ở bên cạnh này là 0,2 lít. Mọi người lưu ý là trong quá trình mình sử dụng thì mình nhớ phải châm nhớt đầy đủ để máy của chúng ta khi mà khởi động thì sẽ dễ dàng. Ở đây có thiết kế để chúng ta có thể gắn cái phần cần lên. Mình có thể treo cần lên đây như thế này. Bộ phận bơm hoàn toàn là bằng đồng. Sản phẩm có chất lượng nhựa rất là dày dặn nhé. Có thiết kế tay nắm hai bên này, giúp chúng ta có thể di chuyển được bình. Trong quá trình mình sử dụng, mọi người có thể điều chỉnh được tốc độ mạnh yếu của vòi phun ra bằng cách là khởi động cái nút này. Mọi người xoay vặn cái nút này ạ. Và ở đây là phần điều chỉnh cái lưu lượng nước. Phần đệm lưng cực kỳ là dày dặn, giúp người lao động, người sử dụng máy mình có thể đeo chiếc bình này trong nhiều giờ đồng hồ mà không cảm thấy đau lưng hay mệt mỏi. Dây đeo sẽ được lắp vào đây. Mình sẽ thao tác lắp dây đeo cho mọi người. Phần dây đeo thì thao tác cực kỳ là dễ dàng ạ. Tùy vào người đeo bình mà mình sẽ điều chỉnh cái dây này sao cho phù hợp ạ. Thì mình sẽ lắp cần vào bình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn cần. Ở đây thì có hai loại cần nhé, cần 3 bếp và cần loa đây. Thì mình sẽ lắp quần loa. Mọi người thao tác nhé. Để khi mà chúng ta lắp cho nó siết thì mọi người nhớ dùng cờ lê để chúng ta siết. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ lắp vào bộ bơm ở đây ạ. Vậy là chúng ta đã lắp hoàn chỉnh chiếc bình phun vào với cần rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác đổ xăng cũng như là cho nhớt vào động cơ. Và sau đó thì chúng ta sẽ test máy. Về nhớt để đổ vào máy thì mọi người chỉ cần sử dụng các loại nhớt xe máy, nhớt động cơ 4 thì là được ạ. Chúng ta sẽ đổ khoảng 100ml nhớt. Đến thì chúng ta sẽ đổ xăng. Dung tích của thùng xăng là 0,6 lít, thì tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ đổ. Ở đây thì mình sẽ test với nước nên là mình sẽ cho nước. Sau khi mà chúng ta đổ xăng nhớt rồi thì mình sẽ nhấn cái nút bơm xăng này để cho nó xăng nó lên nhé. Sau đó thì mình sẽ gạt le gió xuống bên dưới và mình sẽ giật nó. Khi mà các bạn giật nó thì các bạn thao tác rất fast nhé. Rất là xa. Khi mà chúng ta không dùng nước thì các bạn nhớ
nhấn giữ vào cái nút màu cam ạ. À, bây giờ mình sẽ thay sang cái phần cần kết dài, cần ra bếp cho các bạn. Chúng ta sẽ thao tác lắp cần ra bếp vào đây. Chúng ta cũng sẽ thao tác khởi động máy. Một sản phẩm cực kỳ là chất lượng mà giá thành cực kỳ là phải chăng, đang được đông đảo khách hàng sử dụng, tin dùng, ứng dụng cao trong đời sống. Trong ngành nông nghiệp mình có thể phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Trong ngành y tế mình có thể sử dụng để phun khử khuẩn, khử trùng trong các bệnh viện, khách sạn hoặc là các trường học. Một sản phẩm có ứng dụng cực kỳ cao trong đời sống. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 024 38 38 3456 hoặc là truy cập vào website mayhopviet.vn. Cảm ơn quý khán giả đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.